Về tới nhà rồi cả nhà. Vô coi nước đi vậy. Trời có sẵn rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình sẽ coi lại cái thành quả của mình rất là khủng khiếp. Sơ sơ thôi cả nhà, có 5 con cống sù à. Cống sù à, được không ba, nói cống sù được không ba? Cống sù hay là cống nhum đó, đều là nó đó cả nhà. Đây là nói về chuột thì mấy con này nó là đẳng cấp nhất rồi đó. Cô ăn đôi rồi. Đôi rồi cô bây giờ mặn luôn hả ba? Mặn rồi mình giam đi. Mặn rồi giam phải không? Rồi sao? Thì giờ ba với Út với anh Út. Cái gì? Ba với anh Út với Giang làm thôi, chú không có làm. Rồi, quyết định gì đây? Bây giờ mình làm lông sạch này cả nhà, sẽ tới công đoạn là mình hươi nha. Thành quá, có cái máy khò của anh Phương khỏi đốt rơm hả ba? Thành tiện hả, cái vụ rơm thì nó dính cho bụi được. Đâu? Mấy giò cắt bỏ hết đúng không? Ừ, mấy cái giò cắt bỏ luôn. Cái này ba làm sạch rồi nè cả nhà. Làm sạch rồi đó. Bữa nay mình sẽ làm chuột quay. Năm con cũng nhum chà ba. Ủa có cây kéo ấy kìa sao không xài? Cái kéo kia đẹp bén kìa. Bữa nay cái này, cái món này là quan trọng là cái nước ướp nha. Cái nước sốt á. Cắt bỏ. Cắt chân đuôi rồi bỏ hả mày? Ừ. Bỏ hết. Đặt cái mình nó lên coi thịt dữ không? Mập dữ dằn luôn. Mở mở rồi thôi. Chân. Công đoạn quan trọng của bà. Sao làm gì nghe mùi thơm hay sao? Mình chuẩn bị tẩm bổ mấy con chuột nè. Cho nó ngon lành mới được. Dữ lắm, sửa soạn này. Chèo con này là vụ mây quý lộ cho ít dầu hào vô ngủ dị hương luôn. Cắt giùm cái này cái người. Hết cái góc xéo ạ. À. Ừ. Rồi cho ngủ dị hương vô luôn. Thơm dữ ạ. À. Đổ đi con mày chứ. Trong đây của ba nãy là chao, cái chao đánh nhuyễn, rượu mai với gộ, dầu hào với lại ngũ vị hương. Rồi cắt cái nước cốt chanh đây, cho nên mình phết nó. Phết nước cốt chanh nữa hả ba? Ừ. Vậy là giống như heo quay luôn. Phết nước cốt chanh cái nó phồng cái da lên như heo quay vậy đó. Con này là bự nhất luôn. À, dữ dằn thiệt. Cái này là chuột cống nhum quay theo công thức của ba. Rồi sẵn sàng rồi. Chú Út với Giang đang chuẩn bị cây nẹp với lại hang cái lò ngoài trước. Em chào rồi, bữa hôm qua ấy rồi mà. Rồi chào qua. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Khúc này cũng quan trọng lắm nha. Củi lửa là cũng quan trọng lắm nha Út. Chú Út lo nè. Củi lửa là phải than phải đều được. Ăn chuột mình nó mới thơm. Ủa bữa giờ cây mai này vô có Út không ta? Không, không. Bữa đó Út từng đậu cũng ngồi đâu có qua đâu.
men xỉu. À, đừng hụ nút, anh nút nữa không được. Được được gì là hay lá dừa ẩm y nè. Đãi xuống. Buông đi, buông đi, anh buông đi. Buông đi cháy rồi đó. Chị thấy có lửa là biết cháy rồi đó. Quá dữ. Hay quá ta, mới đi nhúm cháy rồi ta. Có để cho nó cháy khi mấy cái củi này đi mình không bỏ hang vô. Như thang được rồi ta. Năm con rồi nha Út. Nhiều lắm rồi, năm con. Út năm con rồi nha Út. Chặt chốt quá, chốt nhớ. Bữa nay không biết chú anh Nguyễn sẽ chuẩn bị món gì cho chú. Chuyên gia của lửa mà. Quá khói rồi Út ơi. Mới lên phải vậy thôi. Cái này mà học tay không được à. Bởi vậy cho cháy phần lên sao chịu nổi. Ghê không? Ghê không Út? Lấy cái quạt ba tiêu quạt coi. Sao mấy bữa nay lúc nào buổi chiều trời cũng âm u chứ. Vô tiếng quạt. Tiếng mưa. Để nắm đó. Cái dài nhất, cây là dài nhất, cắt làm hai. Còn mấy cái kia là mỗi cây khúc, chơi khúc bự đi. Chặt nè, chặt hồi đổ này chặt chân nè. Thì ba cầm cái bảo vệ nước ớt của ba đi. Bây giờ là quét nước chanh lên trước hay gì ba quét đi ba. Ba hai mày con vô cây đi không quét. Ủa vậy hả? Ừ, con chờ tao. Bây giờ là mình sẽ nẹp chuột vô cái tre. Con nào quét ra rồi chuột sẽ quét một lớp nước cốt chanh. Một cây tre là một con hết. Đúng rồi. Ăn mình dễ. Cây cây ba xong con nữa rồi kìa. Đó quét luôn. Ui con này bự hế. Con này là con chuột bắt cuối cùng nè. Chuột mẹ cuối cùng. Thì chuột nó hang đó có một con là có một con liền ta. Bởi vì nó có nó đẻ đó. Đẻ rồi nó ở một con một luôn. Con mẹ này con nào dám vô ở nữa, chịu nổi với nó. Gia vị vô. Bữa nay con ngang. Bữa nay biết trưởng điều phối dữ ha. Thì ba người hay là năm con đi. Nguyễn ngồi lên lấy thằng kia ngồi ngang nhau kìa. Đưa nó vô trong đi. Đợi cho nó thẳng qua cái đầu bên bên đây. Vì sao lấy anh lính luôn đó. Con bự vô giữa. Dán quay à, cho nó chín điều nghe không? Rồi. Chán quay cho nó chín đều rồi. Vậy chừng nào nó vàng hơi rồi mới quét ha ba.
ăn quá. Dao bỏ đằng cái xuồng. Ơi chuốt bữa nay nhức cái nách nữa rồi. Cái gì nè, cái gì nè Giang? Cái gì mà ông Quang Lập ông hát nè? Còn gì nữa đâu? Còn gì nữa đâu mà khóc với buồn. lấy một chục bìa bên đây qua cái Giang. Bữa nay chuốt buồn làm chi em ơi. Đem đây đây, đưa đầu cây đây. Chặt cái này nè. Nắm chặt đó nha. Mau đâu, không mau đâu. Sôi rồi, ăn chuột mình sôi rồi, thấy không? Dạ, sôi chứ. Than này nóng mà. Con nào không sôi chứ, cho coi, coi thử đó. Ôi, chưa đâu Giang, ôi. Tại mình có hôi. Cái mục đích của mình là mình khè lông, mình khè là cho nó sạch mấy cái lông măng ở cả nhà để nó hôi gừng. Coi nhỉ. Trời, nè. Nè được rồi Giang ơi. Giang ơi. Trời ơi chết rồi. Ba ơi. Tiếp ba ơi. Tiếp gì nữa được rồi. Có gì đâu. Khét hết rồi. Trái khét hết rồi. Hết hồn. Trái nó khắp rồi. Quá lửa. Hấp. Thấp lắm. Ba nhìn coi quét được chưa kìa ba. Trời ông Sáu chuẩn bị rồi kìa. Anh Sáu chuẩn bị cái đục. Cái nước dữ dằn của ông. Quét vô lạnh không này nữa. Rồi quét vô lạnh. Có mình quét bề này được rồi đó. Bề trên này quét được rồi nè. Cho nó giúp rồi mình trả bề được rồi đó. Cái cưng ha. Cái cưng. Bắt đầu. Từ đầu vô. Này vô. Quét lên. Thơm. Mới có quẹt hai cái mà nó thơm này. Dữ gì á hả? Màu lắm. Ôi dồi cái hông này nó vàng luôn bé Hằng ơi, coi nè. Thấy không? Gì mà quét sao cái xe con. Không? Công nhận cái nước ướp bữa nay nó thơm ta ơi. Nước ướp của ông Sáu đó. Quá dữ. Ê. Cháu ơi. Con này chưa vậy? Con này hả? Ơi, chỉ mưa tối sầm hết trơn rồi, đây. Kịp không? Gán cho chín cái đi. Mình quét hai ba
đợt lần mà phải không ba? Cái này cho nó rút vô một cái rồi chút xíu quét một cái nữa. Còn thì mình quét cái nữa. Còn ghê quá trời. Thơm quá thơm. Chuột quay mà chuột công nhân quay ồ mình xí con giữa nè vậy không con nó em ngồi ngay rồi phòng này mà cái con giữa nó phồng lên phải không giữa phòng da đó. Con nào cũng phồng lên nè đó phồng da chưa kìa nhà nước cốt chanh đúng không phải không quay quay đều sao? Quay đều quay gió thêm thở thêm nữa đấy ô sôi rồi cái con nhỏ bên đó mà than quá con nó than quá than con bự lắm. Bên chú Út bị yếu hang còn này, bên cái con bên đây bên đây hang nhiều quá xây cái chiều ảnh xuống dưới rồi chịu quá đi vậy mùi khó chịu quá. Con chuột bự này nó khét rồi mọi người đừng ăn bệnh đó để với trời trời gì nó mới thơm đó vàng, vàng. Cái này ăn cái da thôi cũng đủ vốn rồi lắm rồi con bắt quét mà 2-3 kỳ gì nó giúp cỡ nào đó. Từ từ ủa cái con chuột bên giang nó sâu giang ơi nghiêng nghiêng qua chị hai coi cái giang gì nó mới chín chứ tôm mở giang này quay đi quay đó con này quay được con này rồi 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 được rồi cho em coi cái bề bụng coi bề bụng con bự nó có quay thử không thơm quá hả à. Thơm dữ ta quan trọng hết do nãy giờ nó có gió hay nè gió lớn quá cho mình than mình nướng nó hơi cực phải xoay chở liên tục rồi hết nước quạch luôn cả nhà ơi hết cái nước quạch vừa rồi vừa luôn rồi đó ừ sôi bình bình chuẩn bị đây cái con này là cuối cùng con này là ngon nhất đều còn con giá thơm mày đó nghe con giá hú chín luôn.
quỷ vậy nè. Đó, con nào chín trước đi, đây trước đi. Tại vì cái con này nữa, nhiều này như con đang chín rồi đó. Cống nhâm quay cả nhà, dữ lắm là lâu rồi nha, mới ăn chuột cống nhâm lại nha. Không biết bữa nay như thế nào đây. Mình 5 con lận nhưng mà đậy cái mâm rồi, mình cắt trước 4 con đi cả nhà, chừng nào mình ăn hết mình lấy tiếp nha. Bữa nay ba làm cái nước quét này á, cái lúc mà nướng lên quay đó hôm quá trời hôm luôn. Còn đây là khẩu phần riêng của chú Út, tàu hủ chiên, bắp chiên bột, tương ớt. Nước tương này cũng dùng được. Hằng mời cả nhà cùng thưởng thức chuột cống nhum quay và lai gai buổi xế chiều 3 giờ. Dạo này mình nói giờ là chiều được hả? Thường là tranh thủ làm cái nhà ơi, tại vì sợ mưa á. Ngày hôm qua là cái này là mình thui xong rồi mình làm sạch lên bỏ tủ lạnh. Bữa nay mình mới làm. Cũng nhờ ông bà ông địa độ mới săn được một bầy cống nhum. Ông bữa nay gặp thiệt ông bà ông địa cũng vừa phù hộ độ ông ấy, ăn uống là phù hộ độ thêm hay không? Cậu ngày qua thấy ghê không? Hên ghê. Đốt cái thuốc nhắc ông bà thế có liền. Xe có mặt mày ngước về cái màn hình một chút. Khi mình tả vậy có món ăn vậy mình nhìn lên. Rồi lên đi, lên món đi. Rồi, sao tắt chú chuột trước đi không? Cặp làm hết đậu rồi. Chơi cái đầu trước đi, đậu nó mở nè. Mở trắng thao rồi nha. Con bên đây luôn đi, em đẹp đi. Dạ, gấp con bên đây luôn đi. Trời, thật nói thật. Vô, vô, nó quay. Mời cả nhà, chuột quay. Mời cả nhà, lá dai buổi xế. Đi gấp để vô cái chén vậy, cái mới vừa bụng đó hả? À, trước thì chén quá trời. Đây. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ai cũng vui, mời chỉ một nhà. Người không vui. Bác ơi, chú Út vui chứ bà. Ủa không có nói Út đâu, con nói con mà. Thế là nói chú không vui chứ. Con đang đứng đây sao con vui được. Chỉ mưa mà. Coi cái nước ướp của bà làm sao người. Đây, mời cả nhà chuột quay. Tháo quét và cốt chanh vô trước á, cái làm da giòn, phồng lên nó giòn sực sỡ. Béo. Rồi thêm cái nước sốt đó. Này như này có mật ong nữa hay sao? Không. Có không? Không. Không có sao thấy nó thơm mà dịu thơm thơm cái mùi mật ong á. Ngũ vị hương, dầu hào. Mà quên coi clip lại đi. Dạ hả? Nha, không có em đây. Chút xíu nữa coi, bây giờ chừng nữa coi clip chứ. Ngon quá. Cái gì được. Thưởng thức đéo. Mời cả nhà miếng tàu hủ chiên. Bắp Mỹ chiên bọt, hay là tàu hủ chiên.
Thì em lấy xuống đây. Cả nhà ơi, anh nào cả nhà. Thịt. Gì nổi. Cái lớp da đó mình làm lông á, không còn lớp da gì ở ngoài. Hết luôn à? Vậy. Cảm ơn hết rồi. Bộ chuột béo không làm được hay gì á. Hay ghê vậy. Ngon quá. Rồi tính sửa sản gấp nữa hay vậy? Gào. Gấp đi. Làm nhặt vô thêm đũa nữa. Gấp đi, mình nhiều mà. Đó vậy chứ bình thường còn một con ở dưới nữa ăn không có hết đâu, nhiều lắm. Cái đó phải ăn có gào dần nữa chứ. Mình sẽ ngon quá. Hết biết có thịt vô à. Mập. Chuột cống nhâm này là thịt nó ngon. Rất đỉnh. Bây giờ mình góp kia kìa, mình thêm miếng nữa chứ. Ừ. Thôi thôi. Quá. Cái ba sườn và hành nó là ốc. Ba cái quần da. Như không ốc. Mà hướng nha, da chạy. Chơi ốc hoài nghe anh Nguyễn. Không được nghe anh Nguyễn. Quên. Dạ cho bộ đưa vô ốc. Lăn đó. Tào vô. Thứ gì? Mặn rồi, dữ lắm mặn rồi. Không, anh vừa ăn. Gấp gào trước. Nguyện bữa nay anh gói lắm rồi nghe, út nhìn để ý nãy giờ đi nghe. Chị lắm gói rồi nghe. Vô. Quá ngon rồi. Giờ là chỉ là gia đình mình ở đây là quay quần vậy thôi. Chứ không dám đi đâu xa. Cũng không dám tiếp xúc với người lạ. Lăn nó nữa chứ. Quá im luôn mọi người. Phải nói. Rau rồi vô coi. Chuột mập dữ. Mình ăn cái miếng bắp chiên mà nghe cái mùi thơm vụ mai quế lộ không? Dạ. Nhắm mắt lại bỏ vô. Út hay ta, ăn chuột biết có ướp mùi quái lộ ta. Ủa lộn, nghe mùi thơm mà biết có mùi quái lộ ta. Nướng mà có, nãy thấy chú thấy để mà. Ngày bữa nào con chị có đi lén đi chợ được chị mua cho em cái tâm đơ đi ha. Đặt mua rồi. Giờ nó dài dữ lắm rồi, đi đâu có. Không có, đặt mua rồi. Trời ha. Hết trời. Khỏi Giang ơi. Thôi anh được. Để em tự em cắt em. Yên tâm đi. Anh tặng cái nón với thằng nữa. Có chị hai về hết nhà luôn. Ai có nhu cầu hết luôn, hết cho ba luôn, Nguyện luôn, Út luôn, Giang luôn, với Tôm với Đô luôn. Hết luôn. Thôi vô nha. Giang nó kêu gì lén đi chợ thì ghê vậy Giang. Vô. Vô cài đi chợ lén. Vô. Cho nó vô. Luôn. 2, 3. Vô. Mai mốt mình đi qua đó mình kiếm nữa. Giờ nó còn nữa. Ngày qua tại tối. Tao là dục cũng nhưng là giá nào cũng phải bừng. Bởi vì cái thịt quá ngon. Hôm chiến này ăn cống nhâm thì chắc chiến sau đạt còn đào mạnh lắm. Đây cũng dùng nào đẹp cũng ít tao. Ngon. Đâu. Chột nữa trời. Rau rồi vô mới được. Hết hai con. Rồi. Giờ sáu sao cho trong chén sáu hai miếng vậy? Gấp lại hai miếng, con miếng nó dính à chứ không có. Mình dính hả? Ừ. Mọi người đang rất là thích cái món này. Chút bắp ngon không chút? Ừ. Quá tuyệt vời. Rồi bữa nay ăn xong rồi chắc nghỉ ngơi. Mưa rồi cả nhà, chắc mình không có tiếp tục được. Ngày mai mình sẽ đi săn bắt tiếp. Vô. Vậy.
Chưa giót mà vô gì. Sao cái này dữ vậy? Đó. Vô. Vô qua lấy khăn mới được quá. Quá vô. Vô. 2 3. Vô. Rồi ăn cũng kết thúc clip ở đây luôn. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà.